Xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Bác sĩ chuyên khoa với chủ đề suy giảm sinh lý nam và cách điều trị an toàn tiết kiệm. Cố vấn chuyên môn của chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Lời đầu tiên thì xin chào và xin cảm ơn bác sĩ đã tới với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Thanh Huyền. Và thưa quý vị khán giả, nhãn hàng ngày hôm nay chúng tôi có sự đồng hành của nhãn hàng Kings Up giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới an toàn bền vững. Kings Up là sản phẩm duy nhất chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương, Ostolodin và Damilip kết hợp với nhóm xuân dược gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần 100% từ thảo dược, Kings Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm. Đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh và giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Đặc biệt là nhằm tiết kiệm chi phí, Kings Up đã có dạng lọ 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Và dùng Kings Up 80 viên thì giúp quý khách tiết kiệm chi phí, sử dụng lâu dài để đạt được hiệu quả tốt nhất. Đây là ưu đãi mà chưa từng có nhân sự kiện ra mắt Kings Up 80 viên. Mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng, chỉ áp dụng cho 33 khách hàng đầu tiên, gọi về tổng đài 1800 1178. Quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Kings Up 15 viên khi mua 2 hộp Kings Up 80 viên. Mức ưu đãi 510.000 đồng lớn nhất từ trước đến nay. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất là nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài miễn cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới, vừa nhận được khuyến mại lớn giới hạn chỉ có trong ngày hôm nay mà thôi. Và thưa quý vị, những quý vị nào mà có những câu hỏi liên quan tới chủ đề của chương trình ngày hôm nay về vấn đề suy giảm sinh lý nam và cách hỗ trợ điều trị an toàn tiết kiệm, quý vị đều có thể nhấc máy và gọi ngay lúc này về số điện thoại hotline của trường quay đang được mở. Và đây là một chủ đề khá là tế nhị, nên nếu quý vị yêu cầu, chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin như là tên, tuổi, địa chỉ của quý vị trên sóng truyền hình. Chính vì thế quý vị đừng ngần ngại, chỉ cần sử dụng một số điện thoại và quý vị gọi về để được kết nối và được nghe sự tư vấn của bác sĩ. Có thể rằng là vấn đề suy giảm sinh lý nam là một vấn đề tế nhị nên là rất nhiều quý vị vẫn còn ngần ngại, chưa dám đi thăm khám ở một cơ sở y tế chuyên khoa. Chính vì thế nhân cơ hội ngày hôm nay, quý vị có thể nhấc máy và gọi ngay về số điện thoại hotline của trường quay để được trực tiếp đặt ra những câu hỏi cho bác sĩ, những câu hỏi mà mình đã ấp ủ từ rất lâu, đã băn khoăn từ rất lâu nhưng mà chưa biết hỏi ai. Thường là chỉ đi hỏi những người thân quen, những người thân lắm của mình thì mới dám hỏi thôi, còn chưa hỏi được một ai mà có trình độ chuyên môn, ví dụ như là bác sĩ đang ngồi cạnh Thanh Huyền đây. Thì đây sẽ là một cơ hội rất là hiếm có để quý vị sẽ gọi điện đến trường quay và được kết nối trực tiếp cùng với bác sĩ, một người có rất là nhiều chuyên môn kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Bác sĩ sẽ đưa ra những giải đáp cho những băn khoăn thắc mắc của quý vị và sẽ đưa ra những cái nhận định về cái tình hình, tình trạng mà quý vị đang gặp phải, đưa ra những lời khuyên, những lời tư vấn để có thể cải thiện được sức khỏe sinh lý của quý vị một cách tốt nhất. Và thưa quý vị, những quý vị nào mà quan tâm tới sản phẩm ngày hôm nay, đó chính là sản phẩm Kings Up, thì quý vị có thể gọi ngay về số điện thoại hotline của Kings Up là 1800 1178. Đây là số điện thoại hoàn toàn không mất cước phí điện thoại khi quý vị gọi về. Nên là quý vị gọi về đấy thì hoàn toàn có thể yên tâm nghe các dược sĩ tư vấn về công dụng, về thành phần của Kings Up này. Nên sử dụng liều lượng như thế nào, cách dùng như thế nào để phù hợp với tình trạng của từng người, sao cho có hiệu quả nhất. Cũng như là khi mà gọi về tổng đài 1800 1178 thì quý vị sẽ có thể được hướng dẫn để đặt mua sản phẩm Kings Up chính hãng và gửi về tận nhà, kèm theo rất nhiều những phần quà ưu đãi khuyến mại mà chỉ có duy nhất trong chương trình ngày hôm nay mà thôi. Và tiếp theo, thông qua số điện thoại hotline, chúng tôi kết nối với anh Minh ở tại Cà Mau ạ. Xin chào anh Minh ạ. Xin chào anh Thi ạ. Vâng ạ. Anh Minh đang có câu hỏi gì muốn nhờ bác sĩ giải đáp ạ? Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, hôm nay 57 tuổi ạ, cũng năm nay 60 rồi. Thì cảm thấy là sức khỏe thì nó không được như xưa. Bình thường mà nên thấy, nhưng mà thật sự thưa bác sĩ là cũng có bản thân cũng có nhiều bệnh. Thứ nhất là tiểu đường cũng khoảng 5-6 năm nay rồi. Dạ vâng. Còn huyết áp là thấp. Vâng. Cũng có mỡ máu, nói chung là sống chung với thuốc cũng được vài năm nay bác sĩ ạ. Vâng. Tình trạng thì đi tiểu đơn thì cũng một ban đơn phải đi 4-5 lần. Vâng. Còn vấn đề là quan hệ với vợ thì cũng được hơn nữa sau cái ngày xưa thôi. Vâng.
Thì thỉnh thoảng thì mới được một lần mà sau khi xong đó, thì bác sĩ là đau lưng tê hết cả người á, Vâng. nó là già nó mệt mỏi. Vâng. Thì bản thân có nghe nói cái sản phẩm trên cấp này, thì không biết là tôi có kiểm tra cái tư vấn tình trạng bệnh tôi là có dùng được cái trên cấp này không phải như thế nào, Dạ vâng. và tôi có thể rằng có nên mua lọ 80 viên cho thiết kiệm hay không, hay như kinh tế như thế nào thì bác sĩ và tư vấn lại cho mình Dạ có được. vâng. Có thể nói trước hết là chương trình cũng rất là chia sẻ với cái tình trạng rối loạn của anh hiện nay. Điều đầu tiên có thể nói rằng là năm nay mình 57 tuổi rồi, thì chúng ta cũng sắp sửa đến 60 là bước vào những người gọi là những người cao tuổi. Thế thì rõ ràng là cái việc suy giảm vấn đề lão hóa của các cơ quan, trong đó có cái chuyện mà cơ quan về sinh dục của chúng ta là cái điều nó đương nhiên. Đấy là cái thứ nhất mà mặc dù là anh có thể khỏe mạnh nhưng đến tầm tuổi đó là anh cũng sẽ có vấn đề như vậy. Nhưng cái thứ hai vấn đề của anh nữa là gì? Là anh còn bị hai cái bệnh là đái tháo đường 5-6 năm nay và cái rối loạn lipid máu. Thế thì cũng phải nói một cái điều rằng là đái tháo đường thì chúng ta dứt khoát là phải dùng thuốc cả đời rồi, không thể bỏ thuốc tân dược được. Thế thì cái thuốc đái đường ấy và thuốc chữa rối loạn lipid máu ấy thì có thể nói rằng là nó làm suy giảm cái sinh lý đàn ông rất nhiều. Rất nhiều loại thuốc của đái tháo đường mà có thể nói là ngay những ngày sử dụng đầu tiên thì đã có thể gặp phải trục trặc rồi, mà trong đó đặc biệt là vấn đề rối loạn cương dương. Đây là cái mà rất nhiều bệnh nhân, rất nhiều đấng mày râu thổ lộ với bác sĩ chuyện đấy. Nhưng mà vấn đề chúng ta không bỏ thuốc tây được đó, nó khổ thế. Thế cho nên rằng là cái chuyện mà của anh hiện nay là chúng ta bị suy giảm về sinh lý, cho nó đặc biệt là chúng ta cũng cố gắng sinh hoạt sau đó rồi đau đớn mình mẩy rồi đau lưng rồi mệt mỏi vân vân, thì cái chuyện đó là cái chuyện rất hay thường gặp. Thế thì bây giờ vấn đề giải quyết như thế nào? Thế thì ở đây ấy, thì thứ nhất là chúng ta cũng phải hiểu được vấn đề nó là một quy luật rồi, và cái thứ hai nữa thì chúng ta cũng không thể tránh khỏi cái chuyện là chúng ta phải gọi là điều trị các bệnh lý ví dụ đái tháo đường rồi rối loạn lipid máu. Những cái đó nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn là vấn đề là sức khỏe chúng ta, hơn là vấn đề rối loạn về mặt sinh lý. Thế cho nên là chúng về tinh thần là chúng ta phải rất thoải mái, chúng ta đừng buồn phiền quá, cố gắng tạo ra một cái sự lạc quan. Yếu tố tinh thần là cực kỳ quan trọng đối với cái chuyện rối loạn suy giảm sinh lý đàn ông. Đấy, những người nào máu hệ thống thần kinh yếu á, mà thiên về ức chế thì rất dễ bị rối loạn. Vâng. Cái thứ hai là về ăn uống thì anh cố gắng là ăn đủ chất và cân bằng, chú ý tập luyện thể dục thể thao. Và về vấn đề anh hỏi là nên sử dụng và sử dụng được cái kinh áp hay không, thì phần đầu chương trình bác sĩ đã nói rồi, Tây y thì nó dùng giải pháp hóc môn liệu pháp hoặc là dùng các cái gọi là sản phẩm Viagra, nhưng mà nó được rất nhiều những tác dụng không mong muốn. Cho nên là việc anh hỏi bằng có dùng được kinh áp hay không thì chương trình rất là mừng và cũng khuyên anh là rất nên dùng. Vâng, rất nên dùng. Tại sao bác sĩ lại nói như vậy? Có thể nói hơi sâu một chút, bởi vì hiện nay để mà giải quyết những tình trạng tương tự như của anh thì có rất rất nhiều các sản phẩm có thể tràn ngập ở trên mạng mà luôn luôn nói rằng là đây là sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, điều trị triệt để, đánh bay xuất tinh sớm, thế nọ thế kia, mang lại phong độ đàn ông vĩnh viễn, những lời quảng cáo rất là có cánh. Thế còn có những sản phẩm cũng rất là nghiêm túc, nhưng mà trong các cái gọi là trăm hoa đua nở như vậy thì lựa chọn sản phẩm nào thì đấy là cả một vấn đề, là cả một vấn đề. Thế cho nên rằng là chúng ta chọn được giải pháp nào thì đó là cái chuyện mà chúng ta phải căn cứ vào nhiều yếu tố khác nhau. Thế thì sở dĩ tại sao chương trình giới thiệu với anh là bởi vì thế này, đây là một sản phẩm nó hoàn toàn từ thảo dược, đấy là cái khẳng định. Nhưng mà thứ nhất là nó sử dụng cả những thảo dược nguyên bản, nguyên gốc, toàn thể với cả những cái hoạt chất chiết xuất cũng từ thảo dược, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không chỉ sử dụng các thảo dược ở trong nước mà còn sử dụng các thảo dược ở nước ngoài. Cái thứ ba là các thảo dược này và các hoạt chất này đã được nghiên cứu một cách rất là công phu, bài bản, không chỉ trong nước và ngoài nước. Cái thứ tư là sản phẩm đã được gọi là tư vấn và rất nhiều người cánh mày râu sử dụng và có cái sự hài lòng với độ lòng rất cao, bao giờ cũng đạt trên 90%. Tất nhiên là phải tuân thủ cái liệu trình điều trị. Thế thì cụ thể nó là thế nào? Trước hết là khi mà đưa ra cái công thức thì các nhà sản xuất, các nhà khoa học của công ty Thế Minh người ta lựa chọn ba cái thảo dược
người ta gọi là rất điển hình trong cái nhóm thuốc bổ thận tráng dương của Đông y, mà cái đó là Đông y thì lấy là thận là chủ về sinh dục, thận là tàng tinh, cho nên là người ta là bổ thận tráng dương là chính là các thứ mà để giải quyết vấn đề về rối loạn sinh lý nam. Thế thì người ta lựa chọn cái gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Đây là ba cái thảo dược mà có thể nói là điển hình và kinh điển của bổ thận tráng dương. À, nó có tác dụng như vậy là vì sao? Thứ nhất là nó có chứa những hoạt chất mà nó có tác dụng tương tự như testosterone. Cái thứ hai là khi vào cơ thể thì nó kích thích cho cơ thể người đàn ông, cái tinh hoàn đàn ông tự sản sinh ra testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái đầu tiên. Mà cái này thì không phải là chúng ta nói là theo kinh nghiệm đâu, mà đã được nghiên cứu rồi, đặc biệt ở Trung Quốc người ta đã chứng minh rồi. À, cái thứ hai là nó có sử dụng bộ đôi. Người ta bộ đôi là Otolidin và Damilip. Thế cái nó là cái gì? À, thứ nhất là Otolidin làm hoạt chất mà chiết xuất từ cái cây xà sàng tử. Xà sàng tử là một cái thảo dược bổ thận tráng dương điển hình mà ngày xưa các cái bậc trong gọi là vua chúa người ta thường sử dụng. Bởi vì người ta nhiều, bên cạnh hoàng hậu thì có rất nhiều cung thần mỹ nữ và người ta lấy sinh hoạt rất là nhiều. Nhưng mà người ta vẫn có thể gọi là sinh hoạt được thì chính là người ta sử dụng rất nhiều tình hình là xà sàng tử. Cho nên là cổ nhân có câu là gì? Cường dương xà sàng tử mà lão âu uống khả đương thập nữ. Tức là khi sử dụng cái xà sàng tử thì một người đàn ông già rồi, có tuổi rồi vẫn có thể sinh hoạt với 10 cô gái trẻ. Tất nhiên câu chuyện đó nó có phần hơi thái quá lên, nhưng mà ý muốn nói rằng là cái xà sàng tử nó có tác dụng lớn như vậy. Thế thì từ xà sàng tử người ta thiết chất xuất sang cái hoạt chất gọi là Otolidin. Đấy là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là nó liên quan đến cái Damilip. Damilip được chiết xuất từ Damiana. Damiana đó là một loại cây mà được người thổ dân thuộc cái bộ tộc Maya của Nam Mỹ, người ta được gọi là cái cây Viagra, cây trắng dương bổ thận, mà nó dùng cho cả đàn ông và đàn bà để tăng cường sức khỏe về tình dục từ hơn 2.000 năm nay. Thế nhưng mà khi bắt đầu nó vào châu Âu thì được các nhà khoa học châu Âu người ta nghiên cứu, người ta phân tích ra thì người ta chiết xuất ra hoạt chất được gọi là Damilip. Và hoạt chất này thì có tác dụng là gì? Là nó ức chế cái men aromatase, là cái men mà chuyên hủy hoại testosterone, và đồng thời nó cũng kích thích cái chuyện tinh hoàn động vật sinh toàn của người đàn ông tiết ra testosterone. Cho nên là Otolidin kết hợp với Damilip nó thành bộ đôi rất là hoàn hảo và đã được nghiên cứu trên rất rất nhiều các cái công trình nghiên cứu khác nhau. Có những công trình nghiên cứu đến 1.000 đấng mày râu ở cả châu Mỹ và cả châu Âu, và thấy rằng là cái khả năng của nó đã cải thiện là rất là tốt. Thế thì cái sản phẩm kích áp nó là sự kết hợp của ba cái thảo dược ở trong nước chúng ta với bộ đôi Otolidin và Damilip nhập khẩu độc quyền từ nước ngoài vào, và nó ra cái sản phẩm kích áp. Và cái sản phẩm này thì có thể nói đã được nghiên cứu bởi bộ môn dược lực của Đại học Y Hà Nội và đã cho thấy kết quả rất là tốt trong cái việc mà tăng cái khả năng xâm nhập, tăng cái gọi là rút ngắn cái thời gian có thể xâm nhập được, tăng khả năng xuất tinh, tăng số lần xuất tinh, tăng lượng testosterone trong cơ thể, rồi tăng cái khối lượng cơ sàn chậu rất là quan trọng cho vấn đề hoạt động sinh lý, và điều đó đã được khẳng định. Thế cho nên là nói như vậy để cho bản thân anh cũng như tất cả các quý vị khán giả, đặc biệt các đấng mày râu đang xem chương trình ngày hôm nay, để chúng ta hiểu được bản chất cội nguồn gốc rễ của cái chuyện kinh áp, mà tại sao chương trình lại có thể là đưa vào hôm nay để giới thiệu với các quý vị khán giả. Thế thì cách dùng như thế này, chúng ta uống mỗi ngày 4 viên và chia 2 lần sáng chiều. Anh cố gắng sử dụng trong vòng 2 tháng với cái liều như vậy. Nếu như tình trạng cảm giác nó tốt rồi, đến tháng thứ 3 có thể giảm xuống còn 2 viên và chia 2 lần sáng chiều. Nếu như tình trạng nó tốt rồi, tiếp tục có thể duy trì cái liều 2 viên như vậy. Thế còn nếu như tình trạng mà nó có xu hướng nó trở lại thì mình lại trở lại một liệu trình nữa là dùng 4 viên chia 2 lần sáng chiều. Có nghĩa là cái sản phẩm này, cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe sinh lý này á, nó không có tác dụng không mong muốn. Mà như chúng ta biết đấy, là các cái thảo dược y học cổ truyền với cái bộ ba mà tôi đã nói, dâm dương hoắc, bá bệnh, rồi đông trùng hạ thảo, ngoài cái tác dụng là nó có những cái tác dụng kích thích vấn đề tăng tiết testosterone thì nó còn bổ dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Thế cho nên rằng là nó không những là chỉ cung cấp các hoạt chất mà nó còn cung cấp các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các cái vitamin, cho nên khi sử dụng chúng ta sẽ cảm thấy
không mệt mỏi, không xuất hiện tình trạng đau đầu, nóng mặt, rồi là xuất chảy máu cam, rồi có thể bị nghẹt mũi, có thể bị tụt huyết áp như là chúng ta sử dụng Viagra. Thế cho nên là chúng ta sử dụng kéo dài để thậm chí còn tốt cho sức khỏe chung của cơ thể chúng ta. Bởi vì chúng ta biết là gì? Bổ thận, cái thận của y học cổ truyền nó không có nghĩa chỉ là cái hệ thống tiết niệu như của y học hiện đại, mà nó còn bao hàm cả cái hệ thống nội tiết, cả hệ thống sinh dục, cả những hệ thống chuyển rối loạn liên quan đến chuyển hóa. Cho nên rằng là khi mà bổ thận tráng dương cũng có nghĩa là bổ cho sức khỏe chung của người ta. Vì các cụ nói là thận là gốc của ngũ tạng, vấn đề nó là như thế. Rất mong anh nghe theo tư vấn của chương trình và chúc anh lấy lại được cái phong độ của mình, không những về vấn đề là sức khỏe nói chung mà kể cả vấn đề về hoạt động sinh lý nói riêng. Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi về chương trình. Hy vọng là với sự tư vấn vừa rồi của bác sĩ thì anh Minh ở tại Cà Mau đã có cách để có thể cải thiện được sức khỏe của mình, đặc biệt là sức khỏe sinh lý ngày một tốt hơn, và sẽ có một đời sống tinh thần cũng như là có đời sống vợ chồng sẽ hạnh phúc hơn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì đang có một cái chương trình ưu đãi khuyến mại rất lớn của sản phẩm Kings Up. Quý vị nào mà muốn tận dụng chương trình ưu đãi khuyến mại rất là lớn và rất hiếm có trong năm này của Kings Up thì quý vị gọi sớm về số 1800 1178. Và đang có một cái chương trình ưu đãi khuyến mại nhân sự kiện ra mắt Kings Up 80 viên, mua 2 tặng 3, tiết kiệm lên tới 510.000 đồng. Và chương trình này thì chỉ áp dụng cho 33 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 1178. Và tới thời điểm này thì đã có rất nhiều quý vị gọi về và đã nhận được chương trình ưu đãi khuyến mại đặc biệt này rồi. Hiện tại thì chúng tôi chỉ còn có 20 suất ưu đãi cuối cùng thôi. Thời gian phát sóng của chương trình còn rất nhiều nhưng mà chỉ còn có 20 suất cuối cùng cho những quý vị nào gọi sớm, gọi nhanh tay về tổng đài 1800 1178 sẽ trở thành người may mắn nhận được chương trình ưu đãi khuyến mại mua 2 tặng 3, tiết kiệm lên tới 510.000 đồng. Và tiếp theo chúng tôi sẽ kết nối với những quý vị đang chờ ở đầu dây điện thoại. Có rất nhiều quý vị cũng đang chờ gọi về để được kết nối với bác sĩ, để được nghe bác sĩ tư vấn về cái tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với anh Toán ạ. Anh Toán ở tại Ninh Bình đúng không ạ? Vâng ạ, xin chào anh Toán ạ. Alo. Vâng ạ, anh Toán ở Ninh Bình đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng ạ, anh đang được kết nối trực tiếp với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Mời anh đặt câu hỏi cho bác sĩ. Vâng, chào bác sĩ, chào anh chị. Vâng, chào anh. Vâng, thưa bác sĩ, nói chung là cái sinh lý của tôi mấy năm gần đây cũng hơi bị giảm. Dạ, tôi đã sử dụng một số các cái loại thuốc đông tây y nhưng mà về cơ bản thì nó không có cải thiện được mấy. Vâng. May quá cái thời gian vừa rồi thì được ông bạn giới thiệu cho cái dùng cái sản phẩm kích ấp. Thì trộm vía thế nào mà cơ thể thấy nó khỏe ra, sinh lý nó sẽ ổn hơn. Vâng. Ngay trên chương trình thì tôi thấy có cái sản phẩm có cái lọ mới ấy. Thì 80 viên mà trước đây tôi đang dùng cái loại lọ nhỏ 30 viên thì tôi xin hỏi bác sĩ là cái sản phẩm mới này nó có khác gì với cái chất lượng của cái sản phẩm cũ ấy không ạ? Dạ vâng. Điều đầu tiên là chúc mừng anh là anh đã tìm được một người bạn đời, người bạn đường coi như là rất là hữu hiệu. Thực ra mà nói thì cũng phải nói điều thế này, thuốc tốt mấy thì tốt, nhưng mà các cụ nói là thuốc ăn tùy mặt. Có người hợp cái này thì là nó lại phát huy tác dụng, nhưng có người chỉ hợp vừa phải, nhưng có người thì hiệu quả nó không cao lắm, cái điều đó là điều đương nhiên. Nhưng của anh là anh rất phù hợp thì điều đó là rất may mắn và phải nói rằng là anh nên tiếp tục dùng. Thế còn cái chuyện mà chuyển đổi từ sang lọ 80 viên thì có thể nói rằng thế này, nó không có thay đổi gì về gọi là hàm lượng rồi là chất lượng cả. Chẳng qua là bởi vì làm sao? Là bởi vì để đáp ứng cái nhu cầu hiện nay của cái chuyện rối loạn sinh lý nam thì công ty có những cái mà người ta tìm cách người ta thay đổi để làm sao là giảm bớt cái giá thành, để làm sao là tạo điều kiện cho những đứng mày dâu mà chúng ta ở trong cái hoàn cảnh và tài chính nó còn hạn hẹp thì chúng ta vẫn có điều kiện để chúng ta theo đuổi và sử dụng lâu dài. Bởi vì chúng ta biết là cái kinh áp các sản phẩm đông dược thì chúng ta phải dùng thời gian tính bằng tháng, nếu như không muốn nói là phải tính bằng nhiều tháng, và thậm chí là đối với những người chúng ta phải sử dụng cho đến khi mà chúng ta gọi là kéo dài rất nhiều năm. Bởi vì sản phẩm nó rất an toàn, và chúng ta biết là cái chuyện rối loạn sinh lý nam thì buộc lòng đến cái tầm tuổi như anh và những người khác nữa thì rõ ràng là chúng ta phải có một cái gì đó hỗ trợ bên cạnh. Cũng như là đến tuổi nào đó chúng ta phải chống cậy, chúng ta không thể đi với hai chân được. Thế cho nên là cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Cho nên là cái chuyện thay đổi đó nó chỉ là cái chuyện thay đổi về mặt hình thức, chứ còn nội dung và chất lượng của nó thì hoàn toàn không thay đổi. Để cần biết thêm chi tiết thì chút nữa MC sẽ giới thiệu
cái số điện thoại của công ty, anh có thể hỏi thêm về cái việc này. Thế còn thì tất nhiên bây giờ nếu như mình đạt kết quả tốt rồi phải không ạ, thì mình có thể giảm xuống liều còn 2 viên thôi và chúng ta uống kéo dài. Như anh đã nói đấy, tức là nó không chỉ tốt cho sức khỏe của một mặt sinh lý đâu, mà nó còn tốt về sức khỏe của chung của chúng ta nữa. Mà cái đó là cái điều rất quan trọng với đấng mày râu của chúng ta khi mà chúng ta ở vào những tầm tuổi 50, 60 và đặc biệt là có những người 70, thì có thể nói rằng là để mà duy trì cái đời sống tình dục kéo dài, làm cho cuộc sống của chúng ta thêm hương, thêm hoa, thì cái sức khỏe chung của chúng ta cũng tốt. Mà đặc biệt ở đây có phải nói thêm một điều là cái sản phẩm này nó được làm ra mục đích là gì? Bởi vì chúng ta cái chuyện đó hay xảy ra ở những người có tuổi và cao tuổi mà vốn dĩ rất nhiều bệnh lý nền, cho nên là cái việc sử dụng các liệu pháp của Tây y nhiều khi không thích hợp, bởi vì nó làm bệnh lý nền trội lên, hoặc là nó làm không mất tác dụng của các thuốc tân dược. Nhưng mà đối với những người và sản phẩm kinh áp thì nó lại những người bệnh lý nền hoàn toàn có thể sử dụng. Đấy là cái điều mà công ty đã tìm ra và đưa ra nhằm mục đích là như vậy. Rất mong là anh yên tâm và sử dụng thì chắc chắn cái đời sống sinh lý của anh được kéo dài. Và như thế nó cũng là cái mà làm cho cái cuộc sống của mình nó vui vẻ hơn. Vâng. Vâng ạ, chúng tôi cũng rất là vui khi mà nhận được những phản hồi từ khách hàng đã sử dụng sản phẩm Kings Up và đem lại hiệu quả rất là tốt, cải thiện rất tốt tình trạng sức khỏe sinh lý. Và anh cũng có hỏi là về cái lọ mới ra mắt Kings Up 80 viên, thì xin được giải đáp với anh Toán cùng với toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đó là với lọ 80 viên của Kings Up thì riêng lọ 80 viên đã giúp quý vị tiết kiệm chi phí lên tới 63.000 đồng so với mua lọ nhỏ rồi. Bên cạnh đó, nếu đặt mua trong ngày hôm nay thì quý vị sẽ còn được áp dụng chương trình mua 2 tặng 3 và còn tiết kiệm lên tới 510.000 đồng nữa. Và tới thời điểm này thì 33 suất ưu đãi lúc đầu hiện tại chỉ còn có 15 suất cuối cùng thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi sớm về tổng đài 1800 1178 để trở thành một trong số 15 người cuối cùng sẽ có may mắn nhận được chương trình ưu đãi khuyến mại mua 2 tặng 3 và được áp dụng rất là hiếm thôi. Quý vị phải tranh thủ chương trình ưu đãi khuyến mại đặc biệt này bởi vì là sẽ giúp quý vị tiết kiệm lên tới 510.000 đồng. Và tiếp theo chúng tôi kết nối với chú Trung ở tại Vĩnh Long thông qua tổng đài. Xin chào chú Trung ạ. Vâng. Chú Trung ở Vĩnh Long đúng không ạ? Vâng. Vâng ạ, chú đang được kết nối trực tiếp với bác sĩ ạ. Chú có câu hỏi như thế nào? Em muốn cái phần chương trình đang nói về cái đàn ông thì bây giờ em muốn cái phần ấy. Em năm nay 50 tuổi, thì vợ thì năm cái thứ hai vợ chồng bằng tuổi nhau. Bây giờ là muốn nói chuyện là bảo là vợ cùng ba năm sau không muốn ở khi mà sinh hoạt với nhau nhỉ? Vâng ạ. Alo. Đây, em đang hỏi đây. Vâng, anh nói rõ hơn một chút đi. Tóm lại là hai vợ chồng bằng tuổi nhau mà năm nay là hơn 50 tuổi rồi phải không ạ? Thế thì hiện nay đang lâm vào cái tình trạng trục trặc gì không ạ? Không ạ, thì em trong người thì vẫn luôn khỏe mạnh. Thì vâng. Vợ thì bây giờ cách đây khoảng 3 năm. Vâng. Không, vợ chồng thì không muốn sinh hoạt nhau. Thì em muốn hỏi là bây giờ là ai vợ, là ta chồng ạ? Tóm lại hiện nay là cái tình trạng của anh về mặt ham muốn cũng như là các cái chuyện mà liên quan vấn đề cương dương, vấn đề xuất tinh là hoàn toàn bình thường, đúng không ạ? Thế còn thì là chị nhà thì là coi như là hiện nay cảm giác là không giảm ham muốn, cho nên là nhiều lúc là nhiều khi rất khó xử giữa cái chuyện là giữa hai vợ chồng làm sao có sự hòa hợp, mà xu hướng của vợ là có vẻ là đi xuống, phải không ạ? Thế thì bây giờ anh bảo là nên gọi là sử dụng như thế nào hoặc là giải quyết như thế nào, có phải là cả hai không hay là thế nào, phải không ạ? Em muốn hỏi là đây là chắc là muốn em muốn hỏi là em thì rất khỏe mạnh như vợ trong vợ thôi. Dạ vâng, tức là tóm lại ý anh muốn nói là của anh hoàn khỏe mạnh phải không ạ? Thế còn bây giờ tình trạng của chị thì là có vấn đề như vậy, thế thì nó cũng rất dễ hiểu thôi. Chúng ta biết là các cụ nói là vào cái tuổi mãn kinh ấy, thì rõ ràng rằng là cái chuyện estrogen, cái hormone sinh lý nữ nó suy giảm đi, và có thể là người phụ nữ rơi vào cái tình trạng gọi là mãn kinh. Mà cái hội chứng mãn kinh đó thì nó rầm rộ và nó nặng nề hơn nam giới rất nhiều. Trước đây người ta không có khái niệm là mãn kinh đàn ông hay là mãn dục, nhưng mà bây giờ thì người ta có, nhưng mà cái biểu hiện đàn ông nó không rõ ràng, nhưng mà phụ nữ rất rõ ràng. Lúc đó thì thay đổi tính tình này, bốc hỏa này, vã mồ hôi này, rồi là khô hạn này, thế rồi là không muốn ham muốn này, vân vân và vân vân. Đấy là cái chuyện phải nói rằng là nó
là cái chuyện sinh lý đời sống bình thường. Nếu như mà những người phụ nữ nào mà thực sự nhận biết được ấy, thì sẽ thay đổi cách thức. Mà nếu người chồng nào hiểu được thì cũng phải rất là thông cảm với vợ. Bởi vì lúc đó là cái lúc mà không muốn thì cơ thể của chúng ta cũng thay đổi. Thế bây giờ giải quyết một cách nào? Thì thứ nhất là tôi nghĩ rằng là đầu tiên là giữa hai anh chị cũng nên cứ đối thoại. Và chúng ta tìm hiểu thêm về cái chuyện mà cái ở tuổi mãn kinh của người phụ nữ. Và bản thân anh thì cũng nên hiểu những vấn đề đấy để mình thông cảm. Về mình làm sao để tạo điều kiện một cái sự cảm thông, hiểu thông lẫn nhau. Và từ đó mình tìm ra thêm những giải pháp. Cái thứ hai là anh cũng nên thay đổi những cái thói quen sinh hoạt. Ví dụ như là chúng ta có thể là dành nhau cho nhau thời gian mà có thể gần gũi nhiều hơn. Có thể đi du lịch, đi tham quan, đi đâu đây, đi đây đó. Để cho cái tinh thần nó được thoải mái. Nó tránh cái tình trạng bị căng thẳng. Cái tinh thần quan trọng lắm, kể cả đối với đứng mày dâu cũng như là đối với phụ nữ. Cái nữa là về vấn đề là sử dụng các cái biện pháp như thế nào. Thế thì cái này là cái cũng quan trọng lắm. Hiện nay có rất nhiều những cái sách vở mà viết về vấn đề này. Vấn đề là sự hòa hợp của cặp vợ chồng khi mà ở tuổi xế chiều. Có cuốn sách như thế anh ạ, anh ra hiệu sách anh xem, hoặc có thể lên mạng. Thì người ta sẽ nói rất rõ là vào tuổi đấy thì ngoài vấn đề là về tinh thần thì mình cần có những cái thay đổi về cách thức như thế nào. Ví dụ sử dụng thêm những cái sự hỗ trợ bên ngoài của các cái dịch bôi trơn, có thể là bằng các phương pháp nọ kia, thay đổi về mặt tư thế, rồi là vân vân và vân vân. Thế còn nữa là gì? Là vấn đề về cũng khuyên chị là ăn uống cho nó đầy đủ và đặc biệt chú trọng những đồ ăn thức uống mà nó có tăng cái lượng estrogen và đặc biệt là nó có nhiều vitamin E. Thế rồi là cũng khuyên là chị có thể đi khám ở các cái cơ sở gọi là về phụ nữ. Thì ở đó thì người ta cũng có những cái giải pháp mà có thể là sử dụng cái gọi là hormone liệu pháp, tức là cái sử dụng estrogen dưới các dạng này dạng khác để mà chúng ta có thể là tăng cường cái lượng estrogen lên và để khôi phục lại một phần những cái sinh lý của người nữ. Hoặc là những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà hiện nay trên thị trường nó kích thích cho cơ thể người đàn phụ nữ tiết ra estrogen cách tự nhiên. Còn anh thì muốn tăng cường thêm và duy trì để nó. Nên anh sử dụng kinh áp. Vâng, khi cả hai sử dụng cái đấy thì cái sự gọi là hoạt động về đời sống sinh lý thì nó sẽ được cải thiện hơn. Tất nhiên là nó sẽ không được như ngày xưa, bao giờ trở lại ngày xưa, đó là câu nói cửa miệng rồi. Thế cho nên câu chuyện đó là câu chuyện mà tôi muốn tư vấn với anh như vậy. Rất cảm ơn anh đã đặt câu hỏi chương trình và hy vọng là những cái trục trặc mà trong cái đời sống vợ chồng của anh sẽ được cải thiện rất nhiều. Cảm ơn anh. Vâng, em cảm ơn. Vâng ạ, cảm ơn anh đã gọi điện thoại về cho chương trình và hy vọng rằng là với những lời khuyên, những lời tư vấn của bác sĩ thì sẽ hữu ích cho anh trong việc là đời sống vợ chồng của mình sẽ mỗi ngày một hạnh phúc hơn. Và những quý vị nào mà cũng đang có những câu hỏi như là anh Minh, anh Hoàng hay là chú Trung ở tại Vĩnh Long vừa rồi liên quan tới chủ đề suy giảm sinh lý ở nam giới, quý vị có thể tranh thủ những phút cuối cùng của chương trình này nhanh tay nhấc máy và gọi ngay về số điện thoại hotline để có cơ hội kết nối trực tiếp cùng với bác sĩ. Và bác sĩ sẽ lắng nghe cũng như là chia sẻ, đưa ra những lời khuyên, những lời tư vấn hữu ích nhất cho từng trường hợp cụ thể của quý vị. Và thưa quý vị, rất nhiều người gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý gây ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc sống. Tuy nhiên, sau khi tìm được sản phẩm phù hợp, sức khỏe sinh lý đã có những cải thiện đáng kể. Minh chứng cho điều này, mời quý vị cùng đến với câu chuyện của chú Thịnh ở tại Hạ Long, Quảng Ninh. Là một người đàn ông có tiếng chăm chỉ, chịu thương chịu khó, thương vợ yêu con. Ngay cả khi trò chuyện với chúng tôi, từ giọng nói cử chỉ của ông cũng toát lên khí chất của một người đàn ông khỏe mạnh, dù tuổi đã trạc lục tuần. Thế nhưng ít ai biết rằng người đàn ông này cũng đã từng ôm một sự tự ti, một nỗi trăn trở suốt 20 năm mà khó chia sẻ được cùng ai. Tôi thì cái biểu hiện này nó xuất phát từ những năm 2000 cơ. Vì lúc bây giờ tôi mới ngoài 40 tuổi thì cái sức khỏe có thể nó còn cái ảnh hưởng của nó chưa lớn. Thế nên càng về sau này càng lớn tuổi thì cái sự ảnh hưởng nó lại càng lớn ấy. Thời kỳ đầu là rất là hồi hộp, tim đập nhanh, loạn xạ, xong là no âu. Đấy, thì là chỉ là cái tình trạng xuất tinh sớm thôi. Thế mà sau này thì nó cả rối loạn cương dương nữa. Đấy, nó cũng liên quan đến cả cái hệ thận đó, bài tiết đó. Tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Đấy. Rồi đau mỏi lưng. Đấy. Thì
mình thì cái sai của mình là mình không thăm khám bác sĩ vì cái việc nó tế nhị của đàn ông, cho nên là không nói ra, khó nói, rất ngại nói. Và đến bây giờ ấy, để mà chia sẻ được những cái tâm sự của mình ấy, là cũng phải chịu một cái áp lực. Thế mà cái tình cảm vợ chồng thì nhiều khi nó cáu gắt vô cớ. Thế nhưng mà sau khi mà có nhiều cái triệu chứng ấy, nó dẫn đến cái áp lực tâm lý. Thế nên cái ham muốn tình dục là nó giảm đi rất nhiều. Vì ngại nói, ngại chia sẻ, vì sợ bị đánh giá về bản lĩnh đàn ông, nên ông Thình quyết giấu kín tình trạng bệnh của mình. Thế nhưng những ngày dài sống trong mệt mỏi, lo lắng và bức bối khiến cuộc sống của ông có nhiều xáo trộn. Ông tự mày mò tìm hiểu, cũng chạy chữa thầy thợ vài nơi, nhưng kết quả trả về lại khiến ông thêm phần mông lung, hoang mang. Tôi thì ngoài cái việc rượu sâm hay rượu bổ ra, thì cũng dùng một vài cái loại thuốc bổ thận khác. Thế nhưng mà không cảm nhận được cái sự thay đổi của nó. Đấy. Cũng dùng thuốc ngoài chứ không phải là không dùng. Một lần khám ở phòng khám đông y Vườn Đào đấy, là cái bạn ấy bạn cho một cái vỉ một 4 viên là nó khỏe trong 72 tiếng. Thế nhưng mà không dám dùng, sợ dùng nó có cái phản ứng phụ hay như thế nào ấy, mình không dám dùng. Cái tâm trạng nó lo lắng buồn phiền, nghĩ người ta lên trời xuống biển được, còn mình cái việc tình cảm thì mong muốn đơn giản vợ chồng như thế thôi, nhưng mà nó lại suy giảm là một hai nữa, nó ức chế, nó thành một cái gần như là nó cứ lặp đi lặp lại. Thế nên mình cảm thấy nó tinh thần nó bị hoang mang, không có lối thoát. Lúc bây giờ thì chả nghĩ về cái chuyện mà đi bày tỏ cái triệu chứng của mình ra bác sĩ hay là chia sẻ với ai, chưa bao giờ chia sẻ với ai cả. Thế chỉ mong muốn là ngày hôm qua là cái sự rối loạn này nó đến, thì thôi mình cứ ổn định tư tưởng, mình mong muốn làm sao ngày mai nó cải thiện. Tưởng chừng những bất tiện, mặc cảm, tự ti do tình trạng suy giảm sinh lý nam sẽ kéo dài. Rất may ông Thình đã được bác sĩ tư vấn, giúp tìm ra đúng giải pháp cho vấn đề của mình. Hình ảnh một ông lão mệt mỏi, buồn chán, lúc nào cũng thẫn thờ đăm chiêu, giờ đây đã được thay thế bằng hình ảnh một người đàn ông khỏe mạnh, vui vẻ và lạc quan đang thao thao bất tuyệt với chúng tôi câu chuyện về những thú vui hàng ngày của ông. Sau khi mà sử dụng cái sản phẩm kinh áp, trong đó có bá bệnh, đông trùng hạ thảo, này, dâm dương hoắc, này, xà sàng tử này, và Damiana giúp cải thiện cái tình trạng mà yếu sinh lý. Cái tình trạng của tôi bây giờ ấy thì là sức khỏe nó rất tốt, không còn cái hiện tượng no âu mới hồi hộp, khắc phục cái hiện tượng yếu sinh lý, rối loạn cương dương của mình. Bây giờ cái ham muốn thì nó cải thiện rõ ràng và bền vững. Tình cảm vợ chồng là cải thiện từng ngày, cái sức lực của mình cũng đã hồi phục, tâm trạng của tôi rất thoải mái. Nhờ tìm được giải pháp phù hợp với tình trạng của mình, ông Thình đã khôi phục được phong độ, bản lĩnh vốn có. Đời sống vợ chồng viên mãn hơn, công việc từ đó cũng được cải thiện. Tôi đã tìm được cái giải pháp chứa thành phần dâm dương hoắc, bá bệnh, rồi đông trùng hạ thảo. Thì tình trạng rối loạn cương dương, rối loạn sinh lý của tôi hiện tại bây giờ là được cải thiện hoàn toàn, sức khỏe ổn định. Mà kể cả cái việc mà trước kia tiểu đêm, tiểu nhiều lần, nhưng bây giờ là không có cái chuyện đấy. Bây giờ cái ham muốn thì nó như mình là bây giờ là mình cảm thấy là mỹ mãn, không có cái gì phải là hối tiếc cả. Sự thay đổi tích cực về mặt sức khỏe cũng giúp ông cởi bỏ nút thắt tâm lý đeo bám ông trong suốt gần 20 năm. Giờ đây ông có nhiều thời gian gần gũi bên vợ con để bù đắp những tháng ngày mặt cau mày có, khó chịu bức bối trước đây. Đối với đàn ông, quả thực sức khỏe về sinh lý là điều rất quan trọng mà khi mất đi, gặp vấn đề ta mới nhận thức được. Thật may với ông Thình, mọi chuyện đã được như xưa. Thưa quý vị khán giả, nhãn hàng ngày hôm nay chúng tôi có sự đồng hành của nhãn hàng Kings Up giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới an toàn bền vững. Kings Up là sản phẩm duy nhất chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip kết hợp với nhóm xuân dược gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần 100% từ thảo dược, Kings Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm. Đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh và giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần.
đặc biệt là nhằm tiết kiệm chi phí, Kings App đã có dạng lọ 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Và dùng Kings App 80 viên thì giúp quý khách tiết kiệm chi phí, sử dụng lâu dài để đạt được hiệu quả tốt nhất. Đây là ưu đãi mà chưa từng có nhân sự kiện ra mắt Kings App 80 viên. Mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng, chỉ áp dụng cho 33 khách hàng đầu tiên, gọi về tổng đài 1800 1178. Quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Kings App 15 viên khi mua 2 hộp Kings App 80 viên, mức ưu đãi 510.000 đồng lớn nhất từ trước đến nay. Và tiếp theo chúng tôi kết nối với anh Hưng ở tại Bắc Giang thông qua số hotline. Xin chào anh Hưng ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, anh Hưng có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ như thế nào ạ? Vâng ạ, em xin phép chào bác sĩ ạ. Chào anh, vâng. Vâng, báo bác sĩ là năm nay em 49 tuổi bác sĩ ạ. Vâng. Vâng, và hôm qua báo bác sĩ là em đi khám mà. Vâng. Bác sĩ kết luận là bị phì đại tiền liệt tuyến. Dạ. Xét nghiệm là 33 gram bác sĩ ạ. 33 gram, vâng. Vâng, lại có một cái đơn thuốc tương đối dài để về điều trị đấy. Vâng. Vâng. Thì là em thì đọc các thông tin thì bảo thuốc tiền liệt tuyến này mà uống vào là rất dễ là sinh ra cái chuyện là yếu sinh lý các bác sĩ. Dạ vâng. Là báo cáo chí là em này em cũng chưa bị, nhưng mà cái này là nói chung là cái câu chuyện vợ chồng là em không mong muốn cái chuyện xảy ra ấy. Vâng. Báo cáo bác sĩ là em hỏi bác sĩ là như vậy thì em có cách nào để phòng ngừa hoặc là điều trị kết hợp như thế nào để giảm cái vấn đề ấy không ạ? Thì bác dạ, sĩ vâng. Tư vấn cho em ạ. Vâng. Có thể thế này, có thể nói là thế này, cái việc mà năm anh 49 tuổi mà bị u phì đại tiền liệt tuyến mà trọng lượng lên tới 33 gram ấy thì nó là câu chuyện hiện nay cũng đang xuống gia tăng. Thậm chí con người còn trẻ hơn thì bắt đầu đã, vì bình thường của chúng ta chỉ có 20 gram thôi, trên dưới một chút. Nhưng mà những người từ 50 đến 60 ấy, thì thường 10 người thì có 3 người là bắt đầu bị rồi. Và chúng ta biết là khi mà bị bấy u phì đại tiền tuyến thì ngoài những chuyện rối loạn của nó gây vấn đề là tiểu tiện của nó ấy, thì chúng ta phải đối diện với hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là những người bị u phì đại tiền liệt tuyến là những người mà cái lượng testosterone bắt đầu nó suy giảm nhiều. Thế cho nên là cái hoạt động sinh lý của chúng ta là nó có nguy cơ nó sẽ bị suy giảm. Đấy, không sớm thì muộn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đúng như anh nói, các thứ thuốc mà để điều trị tân dược ấy, điều trị u phì đại tiền tuyến ấy, ví dụ Sartan, ví dụ Tadenan vân vân, các thuốc người ta kê ấy, thì bao giờ nó cũng có những cái tác dụng không mong muốn, trong đó có chuyện suy giảm về mặt sinh lý. Nhưng mà nó không nặng nề như là thuốc huyết áp hoặc là thuốc đái tháo đường. Đó, thế thì cái việc bây giờ anh hỏi là làm thế nào để có thể là dự phòng được, để cho nó vừa điều trị tiền liệt tuyến được mà lại không ảnh hưởng đến cái chuyện đời sống sinh lý hay không. Thế thì bác sĩ chỉ khuyên như thế này thôi. Thứ nhất là về đơn thuốc. Thế thì các thuốc tân dược điều trị tiền liệt tuyến của tân dược ấy, thì quả thực là nó có hiệu quả, nó cũng nếu mà người nào hợp nó khá nhanh và khá mạnh, nhưng mà đến lúc nào đó thì hiệu quả nó rất thấp, và có những người thì có những tác dụng không mong muốn, trong đó có vấn đề về sinh lý. Đặc biệt ví dụ dùng Saran nó có thể gây ra cái tình trạng hoa mắt, chóng mặt, tụt huyết áp, nôn, buồn nôn, vân vân và vân vân. Cho nên là bên cạnh cái đơn thuốc tân dược đó, anh nên tìm đến một giải pháp về thảo dược. Đấy là cái đầu tiên đối với tiền liệt tuyến. Còn cái thứ hai là ngay từ bây giờ, phòng ạ, ở đây á, thưa quý vị khán giả các đấng mày râu, là chúng ta đến một tầm tuổi nào đó mà từ 50 như tôi đã nói, thậm chí có thể sớm hơn một chút, thì khi mà chúng ta chưa bị suy giảm về sinh lý thì chúng ta cũng phải biết rằng sớm muộn rồi chúng ta, cờ của chúng ta cũng dần dần nó sẽ rủ xuống. Thế cho nên là vấn đề là chúng ta phải tìm một cái người bạn đường, người bạn đời nào đó mà có thể cùng với chúng ta trong suốt quá trình đó. Thế thì các cụ nói là trị vị bệnh, tức là trị bệnh khi bệnh chưa phát. Vậy nên chúng ta khi mà chúng ta chưa đến tầm tuổi đó, chúng ta chưa có rối loạn, thì chúng ta vẫn có thể dùng 2 viên thôi, không cần 4 viên. Nhưng mà chúng ta dùng từng đợt một, thì tôi dám chắc là cái chuyện đời sống sinh lý của chúng ta, nam giới của chúng ta, nó sẽ được kéo dài và nó ổn định. Thế thì với trường hợp của anh cũng vậy, anh có thể dùng ngay liều 4 viên, chia 2 lần sáng chiều, hoặc không, anh dùng 2 viên thôi. Cùng với cái thuốc tân dược điều trị tiền liệt tuyến, anh kết hợp dùng với liều 2 viên và anh uống kéo dài. Vâng, kéo càng dài càng tốt. Cho đến khi mà chúng ta cảm thấy rằng là nếu mà nó suy giảm sinh lý thực sự, thì chúng ta có thể tăng liều lên 4 viên. Điều này thì chúng tôi đã nói từ đầu rồi, đây là sản phẩm mà sản xuất ra với mục đích là gì? Là để dùng lâu dài. Vì nó là cái quá trình lão hóa, cho nên là chúng ta không có cách nào chúng ta ngăn chặn hoàn toàn được. Chúng ta chỉ có thể giảm bớt những cái rối loạn về mặt sinh lý do nó gây ra.
cho nên là chúng ta phải sử dụng lâu dài. Cho nên là kinh áp là hoàn toàn từ thảo dược, và qua tất cả các nghiên cứu trong và ngoài nước thì tính an toàn của nó là rất cao, nó rất thân thiện với cơ thể của người nam giới. Cho nên là cái điều mà chương trình khuyên đó là như vậy. Rất mong là anh làm đúng như vậy thì anh sẽ không phải băn khoăn gì đến cái chuyện là anh bị tiền liệt tuyến, mà anh lại có thể sẽ bị suy giảm sinh lý nhanh và nó làm cho anh phiền lòng. Rất mong anh nghe theo những tư vấn của chương trình. Vâng. Vâng, cảm ơn anh đã gọi điện thoại về cho chương trình. Và thưa quý vị, như bác sĩ có vừa chia sẻ thì Kings Up với thành phần 100% từ thảo dược như là bá bệnh, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cùng với bộ đôi hoạt chất là Ostolodin và Damilip, thì ngày hôm nay đang có một cái chương trình ưu đãi khuyến mại đặc biệt, đó là nhân đôi ưu đãi Kings Up 80 viên, áp dụng mua 2 tặng 3 tiết kiệm lên tới 510.000 đồng. Và chương trình chỉ áp dụng cho 33 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 1178. Từ đầu chương trình đến bây giờ thì đã có rất nhiều quý vị gọi về và đã được hưởng chương trình ưu đãi khuyến mại này rồi. Hiện tại thì chúng tôi chỉ còn có 3 suất ưu đãi cuối cùng. Quý vị nhanh tay gọi sớm để trở thành một trong 3 người cuối cùng sẽ được hưởng chương trình ưu đãi khuyến mại đặc biệt như sau. Quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Kings Up 15 viên khi mua 2 hộp Kings Up 80 viên và mức ưu đãi là 510.000 đồng, lớn nhất từ trước tới nay. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi sớm về tổng đài 1800 1178. Chúng tôi chỉ còn có 3 suất ưu đãi cuối cùng cho chương trình ưu đãi lên tới 510.000 đồng này. Quý vị nào mà đang quan tâm tới sản phẩm hoặc là đang sử dụng sản phẩm rồi, thấy có hiệu quả tốt và muốn mua để tích trữ dùng dần thì quý vị cũng có thể nhấc máy và gọi ngay lúc này về số điện thoại 1800 1178, và quý vị sẽ vừa được trải nghiệm thử sản phẩm Kings Up 80 viên. Sản phẩm Kings Up 80 viên thì bản thân nó đã giúp quý vị tiết kiệm lên tới 63.000 đồng rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì quý vị gọi về tổng đài trong ngày hôm nay còn được hưởng thêm rất nhiều những chương trình ưu đãi khuyến mại đặc biệt khác nữa. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi tiếp theo mà chương trình vừa nhận được. Một câu hỏi tiếp theo cũng đến từ một vị khách hàng đang theo dõi chương trình và năm nay cũng 50 tuổi. Vị khách hàng này có hỏi như sau là: tôi thì gần một... Vâng ạ, chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi từ một vị khán giả 82 tuổi ở Lạng Sơn trước đã. Chào bác sĩ, năm nay tôi 82 tuổi. Nói chung là ở tuổi này thì tôi cũng không còn nhu cầu sinh lý gì nữa. Nhưng tôi muốn bồi bổ sức khỏe. Và tôi nghe nói là Kings Up có đông trùng hạ thảo, rồi còn có mấy loại thuốc bổ nữa. Thì liệu rằng là tôi có dùng được hay không ạ? Dạ vâng. Đấy, chúng ta thấy là có thể nói rằng là cái nhu cầu của đấng mày râu chúng ta trong cái chuyện nâng cao sức khỏe nói chung và sức khỏe về sinh lý nói riêng là nó tuổi tác nó nhiều khi nó không thành vấn đề. Trước đây chúng ta khi có tuổi rồi chúng ta ngại ngùng nói chuyện này lắm, bảo rằng mà ông một cụ mà 80 tuổi bây giờ còn hỏi chuyện đấy thì nó nghe chừng nó hơi lạ. Nhưng mà kỳ thực trong đời sống, trong cuộc đời của chúng ta nó là như thế đấy ạ. Cũng có những cụ ông mà có thể tàu tóc bạc phơ 80 tuổi đến gặp bản thân tôi, chỉ kêu tôi một cái điều thôi, bảo tôi vẫn khỏe mạnh, tôi không có bệnh tật gì cả. Thế nhưng mà chỉ mỗi cái là sau khi mà tôi bị tiền liệt tuyến và đi soi tiền liệt tuyến một lần thì là về là tôi bị liệt dương hoàn toàn. Và nói thật với bác sĩ là tôi cũng phải nói thật là tôi một tuần bây giờ tôi vẫn làm được hai lần đó. Thế mà bây giờ là tôi mất cái đấy thì tôi cảm thấy cuộc đời của tôi sống để làm gì. Đấy là một tâm sự rất thật của một bệnh nhân 80 tuổi. Cho nên là hiện nay có thể nói rằng là cùng với cái đời sống vật chất được nâng cao thì phải nói là cái sinh hoạt sinh lý của cánh mày râu chúng ta nhiều khi kéo rất dài. Và rất dài như vậy thì có thể nói rằng là cái việc mà chúng ta làm sao để có thể thực hiện được những cái ước muốn của mình thì đó là cái điều đương nhiên thôi. Thế thì với trường hợp của bác mà 82 tuổi thì bác hỏi rằng là có thể sử dụng được cái này không để bồi bổ sức khỏe nói chung hay không, thì tôi nghĩ rằng là hoàn toàn được. Bởi vì cái này như tôi đã nói, thứ nhất là nó không chỉ mục đích là nhắm nhắm vào cái chuyện như là tân dược, nó chỉ là một đơn chất để mà nó đưa vào và nó kích thích làm cho cái dương vật nó cương lên ngay như Viagra. Mà đây nó là một tổ hợp của tất cả các thảo dược. Nó có tác dụng bổ thận tráng dương, và trong đó nó không phải chỉ có những hoạt chất để mà làm cái việc đấy, mà nó còn có những chất dinh dưỡng, có các nguyên tố vi lượng, có các vitamin. Cho nên là nó là cái thứ mà nó tăng cường cái sức khỏe nói chung rất là tốt. Mà đặc biệt là nó chú trọng, như là đông y nói là chú trọng về thận, vì thận là gốc của ngũ tạng. Cho nên những người nào thận khỏe thì sẽ sống rất lâu và sức khỏe rất là tốt. Thế cho nên rằng là dùng là mục đích là để đầu tiên
là để tăng cường sức khỏe. Sau đó nữa là nếu như những người nào đó được trời phú cho cái chuyện là cái lượng testosterone nó suy giảm ít mà có thể kéo dài đến tầm tuổi 70-80 thì cái điều đó là cái điều mà tạo hóa đã ban cho họ cái điều đó. Nhưng mà dù muốn hay không đến lúc nào đó cũng sẽ bị suy giảm. Cho nên việc một cụ ông mà 80-82 tuổi mà nói được dùng kinh áp là cái hoàn toàn tốt thôi. Nó tốt cho sức khỏe chung và nó cũng tốt cho cái chuyện mà đời sống sinh lý của chúng ta có thể vẫn tiếp tục được duy trì. Tất nhiên nó không được như xưa, nhưng mà chỉ ít nó cũng làm cho cái tinh thần của chúng ta được phấn chấn lên, chúng ta cảm thấy yêu đời hơn. Và một khi cái tinh thần nó tốt thì thể chất của chúng ta cũng khỏe theo. Ấy, cho nên là với bệnh nhân thì chương trình cũng nói với bác rằng là bác nên có thể sử dụng với cái liều như là những bình thường. Tức là chúng ta dùng, bác có thể sử dụng 4 viên chia 2 lần sáng chiều và uống trong vòng 3 tháng. Sau đó bác giảm xuống còn 2 viên và chia 2 lần. Thế thì nó sẽ tốt cho sức khỏe nói chung. Và cần thiết thì nó cũng bổ sung cho cái chuyện mà nếu như bác còn những ham muốn thì bác vẫn có thể thực sự thực hiện được những cái ước muốn đó của mình mà không sợ rằng nó gây những rối loạn làm cho mình buồn phiền. Giống như là bác sĩ có vừa tư vấn thì tất cả những quý vị nào đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, nếu mà chúng ta đã ở cái độ tuổi khá là cao rồi nhưng mà muốn bồi bổ thêm cho sức khỏe, không chỉ riêng vấn đề sinh lý, thì cũng đều có thể sử dụng được sản phẩm Kings Up. Và ngày hôm nay thì chương trình đang giới thiệu một cái chương trình khuyến mại đặc biệt, chỉ còn có 3 suất ưu đãi cuối cùng. Chương trình khuyến mại đặc biệt của Kings Up sẽ kết thúc khi mà chương trình này khép lại. Chính vì thế nên là quý vị hãy nhanh tay gọi sớm về tổng đài của Kings Up là 1800 1178 để đặt mua sản phẩm cũng như là được trải nghiệm sản phẩm Kings Up mới hộp 80 viên tiết kiệm lên tới 63.000 đồng. Và không chỉ tiết kiệm 63.000 đồng không thôi mà quý vị sẽ còn nhận được rất nhiều những phần quà ở trong chương trình nhân sự kiện ra mắt Kings Up 80 viên này nữa. Quý vị gọi sớm khi mà chương trình chưa kết thúc để có thể nhận được chương trình ưu đãi khuyến mại đặc biệt và rất hiếm có này của Kings Up. Và quý vị thân mến, suy giảm sinh lý ở nam giới là một thực trạng đáng báo động và làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống của phái mạnh. Các triệu chứng có thể kể đến như là giảm ham muốn này, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm rồi mệt mỏi, tiểu đêm nhiều. Tuy nhiên, nếu nam giới không nhận biết sớm các dấu hiệu suy giảm sinh lý hoặc là lựa chọn sai phương pháp điều trị thì không chỉ gây ra các vấn đề liên quan đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới hạnh phúc gia đình. Hiện nay thì phương pháp an toàn đem lại hiệu quả cao nhất là sử dụng các thảo dược từ tự nhiên, vì vừa giải quyết được nguyên nhân, vừa cải thiện được triệu chứng một cách an toàn bền vững. Ngoài ra thì nam giới cũng cần duy trì một lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia thuốc lá, kết hợp chế độ ăn uống khoa học đầy đủ dưỡng chất và tăng cường các hoạt động thể lực. Bên cạnh đó thì quý vị có thể sử dụng sản phẩm Kings Up giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý cho nam giới một cách an toàn. Với các thành phần 100% từ thảo dược như là bá bệnh, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cùng bộ đôi hoạt chất là Ostolodin và Damilip, Kings Up giúp đem lại tác dụng cải thiện sinh lý nam như là giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, yếu sinh lý một cách bền vững lâu dài. Sản phẩm đã được Sở Y tế Hà Nội kiểm chứng là không có thành phần tân dược hay là chất hóa học gây ra tác dụng không mong muốn. Điều đặc biệt của Kings Up là đem lại tác dụng bền vững lâu dài, hoàn toàn không có thành phần tân dược hay là chất hóa học. Vì thành phần từ thảo dược, quý vị nên sử dụng Kings Up theo liệu trình từ 2 đến 3 tháng, một ngày 4 viên chia 2 lần vào buổi sáng và buổi tối, mỗi lần 2 viên sau khi ăn. Sử dụng đầy đủ và thường xuyên sẽ giúp việc điều trị đạt được hiệu quả cao nhất. Đặc biệt là Kings Up cam kết hoàn 100% tiền nếu không hiệu quả sau 2 tháng sử dụng. Đây là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn, hiệu quả mà sản phẩm mang lại. Hiện tại thì chưa có sản phẩm nào cam kết được như vậy. Mọi chi tiết quý vị liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178. Xin được nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1178. Đặc biệt là để tiết kiệm tối đa chi phí sử dụng cho quý vị thì Kings Up ra mắt dạng lọ 80 viên tiết kiệm lên tới 63.000 đồng cho so với dạng lọ 30 viên. Gấp đôi ưu đãi, gấp đôi tiết kiệm thì chúng tôi dành tặng quý vị ưu đãi là mua 2 tặng 3, tiết kiệm tới 510.000 đồng. Đây là ưu đãi vô cùng lớn và chỉ áp dụng duy nhất trong khung giờ bác sĩ tư vấn trên truyền hình. Quý vị lưu ý là hiện nay thì chỉ còn có 3 suất quà cuối cùng nữa thôi. Hãy nhanh tay nhấc máy và gọi tổng đài 1800 1178. Tổng đài hoàn toàn miễn cước, quý vị yên tâm khi gọi về. Và hiện tại thì khi mà chương trình khép lại chỉ còn có 3 suất ưu đãi cuối cùng, quý vị hãy nhanh tay gọi sớm về tổng đài. Và với phần tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Thầy Huyền mong rằng là đã giúp quý vị hiểu rõ hơn những vấn đề mà quý vị đang gặp phải. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã tới với trường quay với rất nhiều những tư vấn hữu ích đối với người bệnh ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng Kings Up đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.